Ok, bây giờ chơi một phần sao? Sao nữa? Rồi, A mô Phật sao? A mô Phật sao? A vừa vừa thôi. Xuống, quỳ xuống. A mô Phật. Cầm vô. Rồi, nó con nói sao? Hai tay. A mô Phật. A mô Phật. Cái mô Phật. Nó nghe nè, A mô Phật gì có chút sức khỏe đánh ghê ghê nữa không được. Không có đánh ghê. Con nói nè, sức khỏe nè nè, bình an. Sức khỏe. Đó. Quỳ xuống đàng hoàng. Mày đưa. Thổi cái gì cái này? Không thổi được. Đừng có thổi. Con nói A Mô Phật. Không được chay, A Mô Phật lại lên. A Mô Phật. Sức khỏe. Bình an. Sức khỏe. Hạnh phúc. Không có sức khỏe đánh ghê ghê. Trời ơi trời. Đưa đây. Chạy rồi, đưa đây mày đưa rồi. Đưa cho mô Phật nha. Không có sức khỏe đánh ghê ghê nghe chưa. Trời ơi nó nghĩ sao nó mô Phật nó sức khỏe. Để nó có sức khỏe nó đánh ghê ghê. Có được không? Đừng có giỡn mặt cái chay. Bây giờ là tối nào chay cũng phải đốt nhang với mẹ nghe chưa. Trời ơi nó cầu cho mô Phật cho nó có sức khỏe nó đánh ghê ghê. Gì? Mẹ muốn đi. Muốn đi đâu? Đây. Hello. Muốn đi đâu? Hello. Nên nó mới nói I wanna go mà, I wanna go. Cái Hồng hỏi cái gì? Muốn đi đâu? Mẹ muốn đi. Cái mặt. Thương quá cái mặt này, bữa nay ngoan. Bữa nay là mẹ thương con là con ngoan quá trời ngoan luôn á. Đây. Không mẹ mến đây. Không mẹ mình mến đây. Hả? Hồi nãy con mới vừa gặp Annie vậy hả? Hả? Con chó tên Annie vậy trời? Trời ơi. Ủa rồi hai con cá nhà mình có tên không? Tên nó tên gì? Bự sao? Fish. Ồ bự fish hả? Cá bự hả? Dạ. Cá bự sao? Bự. Ờ bự vậy luôn hả? Gì vậy? Đôi bông của mẹ đó con. Móc đeo mẹ cho. Ouch. Ouch sao? Ouch. À hồi bữa cái lỗ tai của mẹ bị đau á phải không? Ouch. Ừ, hồi bữa con nhớ lỗ tai mẹ bị đau đó, đúng rồi. Hồi bữa lỗ tai Ngọc bị đau đó, nên giờ nó đụng vô nó nói ouch là nó nhớ ra hồi xưa bị đau. Hung lỗ tai mẹ miếng ơi. Trời, thấy chưa? Trên cuộc đời này ai hung lỗ tai tôi nằm trái cỡ đó không? Trời liếm luôn sao đi bà dơ quá. Ai mà liếm. Cho mẹ hung lỗ tai cho miếng nè. Không. Hai mẹ con này cũng bệnh lắm. Hai. Ở đâu hung? À hung ở chỗ đó đó. Ok được không rồi. Trời ơi, hai mẹ con này bệnh nhất luôn, giống ai bệnh nhiều. Thôi, không có liếm. Trời ơi, nó kêu tôi liếm lỗ tai đó nữa. Dơ quá. Đây liếm nha, đây liếm nha. Nào. Trời ơi hai mẹ con dơ nhất cái YouTube luôn á. Không mẹ, không mẹ mính ơi, hung lỗ mũi mẹ đi. Mày thích chơi hung lỗ mũi mẹ lắm. Hung cái hung mũi mẹ nè. Không, hung không có liếm. Không chạy à, chạy đi stop it. Không được. Không mà mẹ nó chơi hung mũi mẹ đàng hoàng, không có chơi cái kiểu đó. Chơi. No. Yes. No. Yes. Nhớ. Yes, ready to go. Yeah. Đi. Để mày xuống gỡ ra đi tàu. Can you unlock us, baby? Yes. Rồi, bây giờ là đi tàu nè cô chú, lâu dữ lắm rồi mới đi, từ hồi lúc ông ngoại năm qua xong rồi giờ mới đi lại á. Ngồi đâu? Ngồi đây hia hả? Ok, mẹ ngồi đây hia. Ngồi đây. À. Trời ơi, cái mài vẽ này nó có gỡ không mà sao cái mài này xúc vậy ta? Ông xã em number one. Chay quay lại mẹ coi chay. Đẹp quá, đẹp gái quá thôi. Muốn ngồi ra kia là gì? Tiếng Anh, tiếng Việt là gì? Nói tiếng Việt coi. Nói tiếng Việt đi. Nói tiếng Việt.
đúng rồi, giỏi, mẹ mẹ giúp con. Whoops. Help me là tiếng Việt là giúp con, đúng rồi đó cô chú. Mẹ. Gì sao? Ngồi đâu? Ngồi đây. Đúng rồi. Rồi con tự leo lên cái ghế đi. Trời ơi, nó bước lên. Cái con này xong nó ngồi lên ghế. Trời ơi, sao ba sau nay đi đường này kỳ vậy? Rồi. Thế cô chú, mẹ mẹ help me, Ngọc Hồng nó kêu nói tiếng Việt, nó nói giúp con. Hold tight, hold tight. Daddy, look. Con muốn go so fast hả? Go so fast con không có ngồi đây được, con ngồi đây là con té. Go so fast là con phải lên kia con ngồi. Hiểu không? Go so fast là tiếng Việt là gì? So fast tiếng Việt là gì? Chạy. Chạy gì? Chạy. Chạy gì? Fast là gì con? Fast tiếng Việt là gì mẹ? Chạy. No, fast tiếng Việt là gì? Chạy nhanh. Chạy nhanh. Đúng rồi. Chạy nhanh. Đúng rồi. So fast tiếng Việt có nghĩa là chạy nhanh. Nha. Con nói mẹ ơi, mơ mốt mẹ ơi, con muốn chạy nhanh. Mẹ ơi, chạy nhanh. Đúng rồi, ôi ơi. Chịu học tiếng Việt bây giờ thôi, chứ còn bây giờ lớn lên thì chưa biết. Bây giờ là hiện tại bây giờ là chịu học tiếng Việt nè. So fast tiếng Việt là gì? Tiếng Việt là gì? So fast tiếng Việt là gì? Chạy gì? Chạy so fast. Không phải, chạy gì? Chạy. Qua này hả? Chạy nhanh. Chạy nhanh. Đúng rồi. Chạy nhanh. Rồi bây giờ đi so fast tiếng Việt là gì? Không nói chuyện nữa. Không nói chuyện nữa à? Nó muốn nói rồi kêu tôi đừng nói chuyện. Đi so fast tiếng Việt là gì? Chạy nhanh. Oh my god, giỏi quá. Quá giỏi. Something never changed. I'm holding on tight to you. Ok. Yeah. Con cho cô chú coi gì ha. Ok. Oh. À, cô chú chay là chay thích cái này nè, chay đây đó, mẹ muốn con muốn mua cái này hả? Hả? Thì mẹ coi coi cái này nhiêu tiền nha. Cái này ủa sao cái này rẻ vậy? Cái này có 5.99 nè. Cái này sao rẻ quá vậy? Không mua là phụ chú à. Này sao môi nè. Màu red sao môi. Ờ màu red sao môi, sao môi màu red à. Rồi màu nào nữa? Thì mẹ coi còn cái nào nữa, cái này à. Cái này là rẻ nè. Em ăn gì? Cái nào được, mua nào được? Mua đèn ngủ. Mua đèn ngủ hả? Mẹ. Trời ơi, cái đèn ngủ này nhiêu chỗ, cái đèn ngủ này mắc quá, 53. Mua xa. Mắc quá. Asa. 53 đồng 99 đồng, mẹ không có tiền mua đâu. Mua cái nào mà cỡ chừng dưới 10. Ok thì ra mà mẹ nói nè, mua cái nào mà dưới 10 đô thì mẹ mới có tiền mua, chứ nhiều quá mẹ không có tiền mua. Mẹ phải để dành tiền mua. Mẹ phải có để dành tiền để mẹ đóng tiền học cho chay nữa. Mua này hết. Gì mua dữ là tiền đâu mua. Mua này. In tiền ra không kịp để mua luôn. Mua mua này nè. Cho cô chú coi mua này. Mua xe. Mua ăn nè. Mua xe. Đúng rồi. Trời ơi. Con có thích không? Dạ. Con thích mà con phải. Vậy là con ráng để dành tiền đi. Con ráng để dành tiền rồi con tự mua đi. Mẹ mua xưa. Mua xưa rồi. Ok. Nói tiếng Việt.
Nói tiếng gì làm sao? Makeup. Mẹ để mẹ ơi, mẹ để con cho mẹ coi makeup nè. Makeup. Makeup này mẹ ơi. Ờ bây giờ con nói cho mẹ nghe coi. Bây giờ nè, so fast tiếng Việt là cái gì? Chạy gì? Ồn quá. Okay, nói cho mẹ nghe coi. Nhỏ mèo mèo kia. Nhỏ thôi, nhỏ thôi. Nhỏ thôi, ok. Nhỏ nhỏ thôi. Nhỏ thôi nè. Nhưng mà bây giờ nói cho cô chú nghe coi. Bây giờ so fast. Mẹm đi đâu? So fast tiếng Việt là gì? Mẹm đi chưa đâu. Mà bây giờ so fast tiếng Việt là gì? Mẹ. Chạy gì? Mẹ ơi. Cái gì? Mẹm. Gì? Mẹm. So fast tiếng Việt là gì? Chạy gì? Mẹ dạy chạy gì? Chạy nhanh. Con nói đi. Con nói chạy nhanh đi. Con nói chạy nhanh đi. Con nói chạy nhanh đi. Ôi. Dạ. Con nói chạy nhanh giùm mẹ đi. Anh mẹ mua sao mới cấp mẹ ơi. Con muốn sao mới cấp hả? Mẹ mua sao mới cấp mấy chưa? Đúng rồi, lúc này nè, lúc nào hỏi muốn coi gì nó cũng muốn coi Elsa mới cấp hết ăn rồi nó coi mới cấp biết luôn. Từ giờ cho tới 5 tuổi là nó mới cấp, là nó là chuyên gia mới cấp trang điểm. Hả? Chuyên gia mới cấp trang điểm hả? Em sao make up phải không? Không. Điện thoại này của ai đây ta? Điện thoại của cây. No, no, no. Của mẹ. Ăn cả cây. No, no, no. Của mẹ. Chở cây. Ai ở? Đây ở. À, sao? Mẹ mua này. Muốn mua này hả? Trời ơi. Mua Doctor Toys. Nó mua Doctor Toys. Doctor Toys tiếng Việt là gì? Ừ. Đồ chứ. Nè bây giờ nè nghe nè. Bây giờ doctor toy tiếng Việt là gì? Mua doctor toy sao nè. Cái đó tiếng Việt là gì nói? Cho cô chú coi nè. Nó muốn mua doctor toy. Đây, đúng rồi. Đây là nó muốn mua cái hộp này nè. Đó, ý là nó ở trong đây có gì? Doctor toy tiếng Việt là gì? Doctor toy are real. Anh là anh Osa. Nhưng mà tiếng Việt của doctor toy là gì? Doctor toy are real. Doctor là gì? Doctor. Mẹ không biết cái doctor chứ. Biết chứ, biết chứ. Doctor tiếng Việt là bác gì? Ow. Doctor tiếng Việt là bác gì? Doctor tiếng Việt là bác gì? Bác gì? Không nói là mẹ không mua. Bác gì? Bác chảy. Đúng rồi. Thôi là gì? Thôi review. Thôi review. Nhưng mà thôi là cái gì? Thôi. Thôi tiếng Việt là gì? Thôi. Đồ gì? Thôi tiếng Việt là đồ gì? Đồ chơi. Đồ chơi. Đồ chơi bác sĩ. Đồ chơi bác sĩ. Đúng rồi, đồ chơi bác sĩ. Doctor toy là đồ chơi bác sĩ. Đúng rồi. Rồi cô chú ơi, sao thấy cái hiện tượng này giống như chuẩn bị mùa đông không lạnh sẽ tới sớm. Wait for you làm sao? Chờ con gì? Con nói tiếng Việt với mẹ chứ. Nói tiếng Việt đi. Nói mẹ. Mẹ làm sao? Mẹ đợi con. Mẹ đợi con. Ừ, wait for me tiếng Việt là mẹ đợi con. Nó mẹ cứ. Đây nè, cái chán dính gì nè. Để mẹ lấy cái chán dính gì nè. Rồi, ok. Mẹ mẹ sẽ đập. Mẹ mẹ sợ lắm. Mẹ mẹ. Cái gì? Sợ lắm. Cái gì? À, con muốn mẹ bước lên mấy cục đá này hả? Dạ. Ok, 1, 2, 3. Rồi, giờ tới chay đi. Giỏi. Cái hiện tượng này là biết sao cô chú? Lại. Hả? Lại, nó nói lại. Nó nói nó làm lại đó. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Là biết sao? Bây giờ là ui ui nè. Mặc dù nhìn rất là nóng đúng không? Nhưng mà gió thổi nó làm lạnh đó. Giờ mà buổi chiều là lạnh rồi đó, phải mặc áo tay dài rồi đó, hết mùa hè rồi chay ơi. Như vậy là hè đã hết. Tăng 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 tăng. Ôi ôi qua buồn. Bây giờ là nước là chay không có tắm được rồi cô chú ơi, nóng lạnh quá. Cỡ chừng mà cái nước bên đây á mà cỡ chừng mà nó lạnh. Nó lạnh quá thì không phải là lạnh ấy, mà mặc áo tay dài này mà đứng trong mát là nó hơi cũng hơi râm râm rồi nè, nhưng mà cảm thấy thoải mái. Nhưng mà đối với Việt Nam thì cho hơi lạnh đó nha. Còn mà bình thường hôm bữa cách đây mà
tuần lễ đó là ngồi ở ngoài đây mà ngồi trong bóng mát á hả, là nó cực nóng vậy đó. Rồi bây giờ là bắt đầu là chuẩn bị tới mùa thu rồi đó. Nó màu purple gì? Rối loạn vậy. Ủa tự nhiên chạy vô nhà làm gì vậy? Hả? Con muốn mặc cái này hả? Trời đất ơi, tự nhiên chạy vô nhà lấy cái váy Elsa đầu lên mặc. Ừ, cô chú coi Elsa nè. Trời đất ơi, rồi đồ mặc cái váy này vô hả? Thôi mẹ mệt, bây giờ mẹ mệt cỡ đồ ra, mẹ cỡ đồ vô cho con, mẹ mệt. Mẹ mệt quá. Mẹ ơi. Thôi để chừng nào mà. Cô chú ơi, rồi bấm lại. Đó, nó cô chú ơi, cô chú cho cô chú coi đó. Xích ra, đứng xích ra mới thấy. Đó, đứng vậy đó. Rồi cô chú thấy rồi, bây giờ là nó cái gì mà đẹp đẳng đồ khoe cô chú hết. Tuổi thơ chay là gắn liền với cô chú. Không biết cô chú là ai. Cô chú là cái camera. Tuổi thơ chay là chỉ có điện thoại với camera thôi, với iPad thôi. Rồi thôi con ơi, con cất vô đi, chừng nào mà cái bộ đồ con đang mặc trên người nó dơ á, rồi mẹ sẽ thay cho con bộ đồ công chúa Elsa. Ok. Ok, quyết định vậy đi, high five. Trời, cái gì móc méo hả? Á trời, ủa ai chỉ ai dạy móc méo vậy? Ai dạy con hả? Ai dạy móc méo? Ủa tay chay tự học ha, sao mà ủa móc méo này là của tiếng Việt mà con coi toàn là show của con coi toàn là show của Mỹ không, thì làm sao có chữ móc méo mà ba đâu có biết dạy móc méo. Ủa là móc méo đâu ra trời, hay là hồi bữa mày nhớ mày nói với con có một lần một cái chữ móc méo thôi mà không lẽ con nhớ cái gì trời, nó làm tôi gì hú hồn nổi da gà luôn nè. Cái gì chay, trời ơi, tiêu hai file không chịu đồ chạy là móc méo. Trời móc méo này là tiếng Việt mà, tiếng Việt đặc gệt luôn á. Thôi đừng có ai á nữa đi. Cái đó là cái thân cây, cái cây khô. Trời ơi mẹ móc méo. Đây đem cất bộ đồ vô giùm cái. Bây giờ chay là hả, phát cuồng vì Elsa và Anna. Ơ trời ơi, dữ vậy. Ê tự nhiên rồi đem bộ đồ ở đây cho tôi, bắt tôi ngầm ngồi cầm bộ đồ là sao? Thả con người tôi. Trời. Con người tôi cho nó bình yên cho đỡ bôi. Đây. Hả? Thôi được lại dọc nước đi con ơi, giờ mùa này giờ này dọc nước lạnh quá. Đi ra đi, đừng dọc nước này. Thôi đừng dọc nước, đục nước chút vô ướt dài ướt ấy rồi bắt công đi vô, mới kêu đi vô thay đồ nữa mệt quá. Coi 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 coi. Trời ơi sao mặc áo gì giống ca sĩ dữ vậy. Coi cầm áo coi. Trời ơi đó cô chú, cái áo nha mới mua cô chú nhớ không? Mà có cái quần chung với quần ngắn ngắn á. Mà đây khoan. Đó giờ nó vô thay bộ simi thứ hai đó, cái áo kia là dơ rồi đó. Ủa đi ao sang sao không mang dép dài vô? Thích là cứ lôi đi thôi, về thôi đó hả? Đây mày coi. Ui trời ơi cái áo đẹp quá. Trời ơi chút xì, nhìn chay quá chút xì luôn. Áo nhìn giống dân chơi chưa? Nhìn ngầu chưa? Có cái ê nè, đổ nón lên. Rồi. Đây coi. Nhìn mặt coi, đây nhìn ơi. Đi nhìn mặt cái coi. Con có giang hồ không? Có nghe nè chay. Aubrey đâu rồi? Có nhà không? Where's Aubrey? You don't know? JD, can I see your face? Okay. Oh, you wanna go to see if Aubrey is home? Con muốn đi qua nhà kiếm Aubrey hả? Con bé đó cái tên cũng khó đọc nữa. Trời ơi tên Aubrey. Mới đầu nói nghe tưởng Audrey. Aubrey. Thật tên là phải rồi. Điệu cái mỏ lại đọc mới đúng cái tên. Đọc mà không điệu là không đúng tên nó mới khổ chứ. Aubrey, is she home? Oh no, the door is closed JD. Cửa đóng. Aubrey đâu home? Không có nhà đâu. Hửi gì vậy? Tự nhiên vô nhà người ta kêu mẹ hửi, có được không? Không trời này đẹp. Hello, how are you? Không trời này đẹp nè, không có quá nóng. Mát, trời này đã. Nhưng mà có cái đi ra thuyền là lạnh. Giờ này mà đi ra thuyền rất là lạnh. Dép dài đâu mang vô, xong cái mùa hè này chắc cái chân con trai chắc nó bị gọi là gì? Bị chai quá.
Trời ơi, dắm cái bông xuống cho người ta đi chị hai. Trời, hủi bông á hả? Ê, tới đây cầm cái bông mới chụp tấm hình đẹp này chơi nè. Đẹp, đẹp, đẹp. Cầm bông lên chụp tấm hình coi. Si, đó, đúng rồi, xây nè, nhìn mẹ nè. Thôi, một cái thôi, cái bông đó nó hợp. Ồ, cái bông này màu trắng cũng hợp. Rồi, cầm hai cái lên. Mẹ cho đó, cầm hai cái lên. Biết sao không? Tại vì màu trắng với màu xanh là nó hợp với cái áo. Rồi, dỡ lên đi gần chút, mẹ cắm xuống cho người ta lại. Đứng lên, dỡ lên đi. Rồi, rồi, quay qua đây. Rồi, say cheese. Để bông xa xa ra, để bông xa xa ra. Rồi, say cheese. Hello. Rồi, cắm xuống cho người ta đi. Không, không, bên kia, bên kia. Đúng rồi. Rồi, rồi, để mẹ sửa cho. Đây, đây, mẹ sửa cho. Đây, đây mẹ sửa cho. À, để đây ha. Rồi, rồi, xong rồi. Cái gì không phải rồi? Ủa, phải không? Thôi bậy chị hai ơi. Không, nói chung là hai cái nào cũng được. Rồi, bỏ cái kia xuống. Wow, nhìn đây, nhìn mẹ coi, nhìn mẹ mới quay cái khúc này. Cái khúc này đẹp nè. Đó, gió thổi đó. Wow. Ừ, gió thổi đó, đẹp không? Wow, quay mặt qua đấy coi. Trời ơi, gió thổi kìa, đẹp chưa? Trong chống gió đó chay. Ai đó, nó không có liếm nha. Bậy không. Nhưng đi liếm. Quá đẹp luôn, hay lắm bồ ơi. Chút nữa mà cái quần đó dơ, cái mày thay cái quần kia vô cái thành nguyên bộ. Wow, rồi cắm xuống đây. Cái chỗ nào đâu? Đúng rồi, giỏi, mạnh vô, cắm mạnh xuống. Cắm mạnh xuống. Được chứ sao không được. Đó, đúng rồi. Ngọc mẹ nghĩ là Apri là mẹ Apri đi làm rồi, Apri phải ồ đúng rồi. Apri là phải đi daycare, là phải đi vô trường học. Đó, từ chiều Apri 5-6 giờ chiều mới về tới nhà chứ không phải là lúc có nhà, tại vì mẹ Apri phải đi làm. Rồi, còn mẹ chay là ăn ở nhà không, không có làm ăn gì đó. Rồi rồi ha. Nói vậy chắc có cô chú tưởng mẹ chay ăn nhà không thiệt á, không. Có thiệt á, tại vì có cô chú nha gọi qua hỏi Ngọc sang sướng quá, không có đi ở nhà, không đi làm neo nữa, nhà chồng nuôi. Cô nói dạ em không có ở nhà để chồng nuôi đâu. Em làm muốn chết luôn á. Vậy em không, nhưng mà có nhiều anh chị không hiểu á, tưởng là nghe nó nghỉ đi làm neo rồi tưởng ở nhà không vậy đó. Gọi qua mua nhĩ hoa nghỉ tây á, rồi chị đó chứ mấy chị nhiều lắm. Gọi qua nói vậy đó. Mà tại vì người ta không biết á, cái cuộc sống của mỗi người mà đâu ai biết được. Làm gì ai biết được. Không lẽ làm gì cũng phơi bài đồ lên biết. Trời ơi, thôi cắm xuống cho người ta đi chứ còn ăn rồi dở lên hoài vậy. Ở nhà làm babysit này cũng mệt lắm mà chứ phải. Khỏi làm luôn, khỏi cần làm ăn gì, giữ babysit bà chay đâu mà đủ mệt rồi. Giữ một mình chay là bằng giữ bà hai đứa đó. Cô chú nhớ nha. Ở nhà giữ con nha. Cô chú nhớ cái câu mà Ngọc ở nhà giữ con. Đúng không? Có một đứa thôi. Nhưng mà con của Ngọc là bằng hai đứa. Con của Ngọc là bằng giữ hai đứa con của người khác đó. Nói nó vậy xong mà mốt nó lớn lên cái nó coi nè. Nó coi lại cái video nó mẹ làm gì mà mẹ nói con giữ vậy mẹ. Con đâu có gì tới nổi đâu mà mẹ nói giữ một mình con bằng giữ hai đứa. Con dặn mẹ đó. Rồi thôi được rồi. Một chút nữa là người ta đi về là người ta thấy là ồ đã có đứa đã xâm nhà, xâm hại tới cái mảnh đất của chúng ta rồi. Hỏi ai? Đại ca của sớm, chay xì cai hôi xì dơ. Wow, thấy gió thổi không? Wow, đẹp quá. À, hôm qua quay cái clip của chay có 15 phút á, cái xong bà ngoại chay ngồi coi á, coi xong la, quay gì ít dữ à, ôi trời, la cái clip gì mà quay gì có 15 phút ít dữ à, ráng kiếm thời gian quay nhiều, có nhiều cô chú cũng nói vậy á, quay clip nhiều quay ít.
Con sợ quay nhiều cô chú coi chán chứ không gì hết. Chứ bây giờ có clip nó có làm gì đâu. Nó cầm nó rải, nó rèm nó đắp đất thôi, chứ nó đâu có làm gì hay ho đâu. Đi quay chi cho nhiều vô clip này. Chủ yếu là cái mỏ của Ngọc nói không ngừng thôi. Thôi được rồi, chi Long quay đấy. Ừ. Con để từ từ, gió là tự thổi liền rồi con khỏi cần làm. Trời thổi đó hả? Thổi vậy rồi biết chừng nào chung chóng mới quay. Thôi, chu đích, không phải con phải chu đích ra con mới thổi được, chu đích ra. Chu đích quay qua bên kia, chu đích ra, chu đích mạnh ra, chu mạnh đích ra. Ông ơi, nó nghe này chu đích vô mặt. Hả? Chu đích sao? Chu sao? Mẹ ác thiệt chứ. Con Kim nó chu đích vô cái bông. Đảm bảo là em. Rồi sao chu sao? Đảm bảo là cô chú là sẽ chụp hình lại cái khoảnh khắc đó nè. Rồi chu đích ra coi, chu ra thì nói mới quay, chu ra. Đúng rồi. Vỗ vô đích nữa, lấy cái tay vỗ vô đích nữa. Vỗ tay vỗ vô. Vỗ vô, lấy cái tay vỗ vô. Chưa có thấy ai ác nha. Chưa có thấy ai ác như mẹ ăn chay. Rồi chú đích lên thổi cái bông này luôn. Chú lên thổi luôn, lại lên. Chu đích ra, đúng rồi, lấy cái tay bợ hai cái đít đằng sau. Lấy cái tay bợ đằng sau, đúng rồi. Thổi, đưa cái mỏ lên, thổi. Ừ, thấy chưa, con chu đích là cái này nó ấy nè, thấy chưa, chu tiếp. Chu tiếp đi. Đúng rồi, thấy chưa. Hay quá. Hay lắm rồi, muốn quéo đi bồ. Trời kêu một méo mà. Một quán bồ. Ok bồ. Hay lắm bồ ơi. Rồi. Chu tiếp hả? Ừ, chu tiếp. Dạ. Trời, con làm mẹ đau ruột quá trời. Mẹ tào lao với mía lao không hả trời ha? Mẹ có tào lao không? Dạ. Hello. Thôi được rồi. Rồi, bỏ cái này xuống đi. Không bỏ cái này xuống nữa. Bỏ xuống nhìn dễ thương hơn á. Ê, bỏ xuống. Ê, nó nghe này, bỏ xuống nhìn dễ thương hơn á. Bỏ xuống nhìn dễ thương hơn á. Không. Như xe hello. Phủi cái tay trước đã, cái tay đã. Trời ơi, cái tay bốc đất không bao giờ bốc lên mặt rồi. Thôi mẹ đi về. Abri về kìa. Thôi mẹ đi về. Đi đã đây. Đi. Ủa à, đây nó kia kìa. Đằng nhà mình á, Abri đang chơi đằng nhà mình á. Chạy lên nhà mình đi. Đang đứng nó chơi yên dọc nước ở trển á. Đi. Abri đang đứng ở dọc nước nhà mình kìa. Abri. Yeah, Abri. Đúng rồi. Bà chay đó, bà nói chứ, bà nói cái chữ EG không được nè, bà là dân Bến Tre mà. Mẹ Abri. Ờ mà chờ mẹ tên gì? Mẹ Abri sao? Abri đây nè, đây mà con nói mẹ tên gì đi rồi mẹ cho Abri. Mẹ tên gì? Mẹ tên bà. Tên gì? Mẹ tên Mắt. Cái gì Ngọc? Ngọc. Bà bổ gì? Bổ Ngọc. Bổ Ngọc. Đúng rồi. Chay tên gì? Ba tên gì? Bảy. Ba tên gì? Ba tên Phan. Bà ngoại tên gì? Bà ngoại tên Julia. Bà ngoại này tên Julia. Bảy. Ai tên Julia? Ai tên Julia? Ủa mẹ tên Julia vậy. Út tên gì? Út tên gì? Hả? Thôi đi, mẹ đi vô nhà đây.